Hai, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có mấy cây máy cũng tương đối đẹp ha. Thì mình giới thiệu đến các bạn ha. Thì các bạn nào trước khi xem video này các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Để subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo nha các bạn. Rồi ok. Đầu tiên mình giới thiệu trước khi giới thiệu mình nói với vài điều nha các bạn. Thì mấy cái máy này thì bây giờ bãi bán giá rất là cao nha các bạn, nên cái giá của mình bán ra thì cũng cao ha. Thì bạn nào thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì mua ha, còn thấy cảm thấy không phù hợp thì bỏ qua ha. Ok. Rồi, đầu tiên là cây Ozark 7206B nha các bạn. Cây này thì như mới nha các bạn, máy như mới luôn nha các bạn, đẹp long lanh như mới luôn. À, bạn thấy nè, từ cao su ha, mũ ha, đó, tem hai bên luôn ha, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn nha. Bạn nào muốn sưu tầm thì lấy con này về sưu tầm nha các bạn, nha, về sưu tầm rất là ok nha các bạn. Bạn thấy cái model nè, 7206B nha. Đó, nó xài 10.8 hoặc 12V nha các bạn. Một bộ như vậy mình sẽ bán với giá là 1,5 triệu bộ này nha các bạn. 1,5 triệu cái máy pin sạc này nha. Pin thì pin lithium đóng mới nha các bạn. Để mình bấm nghe tiếng máy nè. Cái dòng này cực kỳ im nha các bạn. Đó. Con này nó chạy hai tốc độ nhanh chậm nha, đèn led siêu sáng nha bạn. Con này thì quá đẹp luôn nha bạn, con này thích hợp cho sưu tầm nha, nên giá nó cũng cực kỳ cao nha các bạn. 1,5 triệu một bộ này nha, bạn nào lấy thì liên hệ với mình. Ok, giờ mình sẽ test nha, sơ một hai cây vít cho bạn xem nha. Con này thì chạy nó bắn rất là khỏe và không có ồn lắm nha các bạn. Nha. Xong nha các bạn. Con này cực kỳ đẹp nha các bạn. Bạn nào sưu tầm thì nên mua những con như vậy. Đẹp, về chân thôi cũng thấy là thích nữa. Và đặc biệt cái con này là Panasonic luôn nha các bạn. Thì bây giờ thì Panasonic với Nationan là thực tế là một rồi. Nhưng mà cái con này Panasonic rất là hiếm nha. Rất là ít thấy con này. Bạn có thấy đi chăng nữa nhưng nó cũng rất là xấu ha, nó không đẹp như này đâu nha. Này đẹp như đập hộp nha các bạn. Ok, con này 1,5 triệu nha bạn. Rồi tiếp theo ha. Con thứ hai là con khoan nha bạn. Con khoan Ozark 6470 nha. Con này cũng cực kỳ đẹp nha bạn. Bạn nhìn con này nha. Về cao su nè. Nó. Về tem nữa, hai tem hai bên đầy đủ, cao su đầy đủ luôn nha. Đó, con này khoan đầu kẹp 13 ly, autolock 13 ly nha. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan nha bạn. Mình sẽ test cho bạn xem nghe nè. Cái máy quay của mình đang hết pin nha bạn. Chắc mình sẽ test nhanh cái video này nha bạn. Chạy cực kỳ im nha bạn. Con này cực kỳ khỏe luôn nha bạn. Con này mình lần trước mình giới thiệu mấy con rồi ha. Thì cái thân máy nó trông như con Ozark 6507 nha các bạn. Thân máy nó than gời cực kỳ to nên nó chạy cực kỳ khỏe nha. Nó hai chế độ nhanh và chậm nha. Điều tốc nè, thắng nè. Con này full chức năng hết nha các bạn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Máy cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó.
Thì một bộ như vậy mình bán 1,5 triệu luôn nha bạn, máy pin sạc nha bạn. Đầu không gơ lắc nha bạn. Nè. Cái này trượt nha bạn. Ok. Con thứ hai nha. Rồi. Con thứ ba nha, con thứ ba là con Hitachi dòng DM nha mà nha các bạn. Nó DM2 nha, con này cũng còn khá là đẹp nha các bạn. Rất đẹp nha. Cái máy này thì trước giờ mình bán nhiều ha, giá nó 1,3 triệu một bộ máy pin sạc nha các bạn. Các bạn nào xài thì biết con máy này rồi. Nè, điều tốc nè. Thắng nè. Con này cực kỳ khỏe nha. Rồi. Rồi con thứ ba hay con thứ tư ha. Tại lý do máy mình sắp hết pin, mình sẽ test nhanh cái video để em thôi nó hết pin nha bạn. Rồi, con này con Ryobi ha. BD1226, con này mình giới thiệu rất nhiều ha, các bạn rất là biết con này rồi. Các bạn xài rất là thích nha, con này thì giá rất là rẻ nha, 1,1 triệu một bộ máy pin sạc nha. Mình sẽ test sơ chức năng nè. Đó. Hai chế độ nhanh và chậm nha các bạn. Chậm nè. Đèn led nè, đèn led siêu sáng luôn nha các bạn. Đó. Máy chạy cực kỳ êm nha. Bộ này là 1,1 triệu một bộ nha các bạn. Rồi. Xong bộ cuối cùng ngày hôm nay, bộ đỉnh nhất ngày hôm nay nha. Là con Hitachi 14V DM, con này thì rất là ok nha các bạn, rất là đẹp nha. Nè. Bạn nhìn nè. Rất là đẹp nha. Máy cực kỳ đẹp luôn, 14V nha, cực kỳ khỏe. Đó. Hitachi dòng DM 14V hai tốc độ nhanh và chậm nha các bạn. Đây mình sẽ chạy tốc chậm cho bạn xem nè. Điều tốc nha bạn. Thắng. Rồi mình sẽ chạy tốc nhanh cho bạn nha. Đó. Thì cái con này là các bạn nào mà xài lợp máy ton, lợp máy nhà là cực kỳ thích hợp nha. Tại nó rất là khỏe, pin 14V nha. Pin này pin nhận sạc zin luôn nha. Một bộ gì mình sẽ bán với giá 1,8 triệu nha các bạn. Là cái pin zin, cục sạc zin nha. Pin nhận sạc zin luôn nha. Máy một bộ gì 1,8 triệu. Nhưng cái bộ này á, cái cục sạc này các bạn có thể sạc được NCD luôn nha các bạn. Cục sạc này sạc vừa NCD NMH. Mới sạc pin thường và pin li-ion luôn nha các bạn. Nên rất là tiện thích hợp nha. Mà cục sạc này là sạc điện 100V nha các bạn. Đó. Thì cái bộ này thì các bạn nào đã biết cái quy lực của nó ha, và cũng có thể tham khảo giá nó ha. Giá 1,8 triệu là cực kỳ rẻ cho cái bộ này nha các bạn. Rồi ok, cái video của mình đến đây là hết nha các bạn. Tại lý do là điện thoại cái máy ảnh mình hết pin rồi, nó báo đỏ luôn rồi. Mình sợ nó tắt lúc nào mình cũng không biết nữa. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này nha. Rồi các bạn nào mua hàng thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468. Các bạn xem video nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. À, còn một cái nữa mấy cái khoang 7.2 mình rất là nhiều nha. Giờ hiện tại mình ở ngoài mình khoảng chục cây chưa lên pin nha, có khoảng 2-3 cây mình lên pin nè. Bạn nào mua thì liên hệ mình nha, 450 một máy pin sạc nha. Cái này mình giới thiệu nhiều rồi nha, và cái hàng này lúc nào mình cũng có hàng. Bạn nào cần thì cứ liên hệ mình, máy pin sạc 450 nha. Đó, chạy cực kỳ im nha các bạn, này dặn mấy con vít nhỏ rất là thích hợp nha. Đó. Nó có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan nha bạn. Rồi ok, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem nhớ like, subscribe kênh với mình ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.